Chào mừng quý anh chị cùng các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Đức Trung tại Uông Bí, Quảng Ninh. Vâng, hôm nay ngày 8 tháng 9 năm 2020, vâng, Đức Trung lên sóng đăng bán một mẫu xe, đó là chiếc Forerunner bản XLT sản xuất năm 2015. Vâng, nước sơn màu cát vàng, rất là đẹp, biển Nghệ An. Bên Đức Trung thì chuyên mua bán, trao đổi và ký gửi tất cả các cái dòng xe ô tô đã qua sử dụng, đặc biệt là các cái mẫu xe bán tải. Vâng, trước mắt quý anh chị cùng các bạn này là một chiếc Forerunner bản XLT, trang bị số sàn 2 cầu và động cơ dầu 2.2. Sơn xi sạch sẽ sáng đẹp nhé, để toàn bộ các phần ngoại thất của xe. Vâng, và cái mẫu xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 470 triệu. Vâng, bao rút hồ sơ. Vâng, hỗ trợ vận chuyển và vẫn còn thương lượng được. Đây là toàn bộ cái phần ngoại thất để Đức Trung quay quý anh chị các bạn cùng xem. Vâng, quý anh chị các bạn, ai mà đang tìm cho mình một cái mẫu xe bán tải số sàn 2 cầu, vâng, cái tầm tiền khoảng 470 triệu thì hãy liên hệ với Đức Trung. Vâng, xem xe tại Uông Bí, Quảng Ninh. Đây là một cái mẫu xe bên Đức Trung bán khá là chạy. Vâng, đông đảo khách hàng tin dùng cái mẫu xe này bởi vì là nó rất là bền bỉ, tiết kiệm. Vâng, trang bị 5 chỗ ngồi rộng rãi và cái hàng hóa được phép chở khoảng 8 tạ. Thế mà xe thì rất là đẹp, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít cho động cơ dầu 2.2. Form mới rất là đẹp, gầm cao, động cơ dầu, số sàn 2 cầu. Vâng, sau đây Đức Trung sẽ tiến sát vào để quý anh chị các bạn ta quan sát chi tiết mẫu xe này. Thế đầu tiên là ta nhìn cái phần form đầu xe này, các cái đường gân rồi các cái góc cạnh của xe còn rất là đẹp nhé. Xe thì được trang bị đèn bi xê lông rồi, bằng bi xê lông kết hợp với halogen rất là sáng, có cả đèn sương mù. Những cái mặt ca lăng sáng quắc, sơn xi sạch sẽ sáng đẹp, toàn bộ các cái đường gân dập nổi tạo lên cái độ cứng vững cũng như là cái độ vuốt gió của cái phần đầu xe rất là đẹp, gầm cao ấy. Và đây là chi tiết cái lốp đằng trước, ở bên phụ là răng đúc phanh đĩa. Và lốp thì còn đẹp cả dàn, tầm khoảng trên 80%. Đây là toàn bộ các cái chi tiết của phần cua lốp này, giảm xóc cũng như là cái phần đầu sắt xi nó nhô ra nhé, rất là chắc chắn. Vâng ạ, số sàn 6 cấp, động cơ dầu 2.2. Vâng ạ, xe thì cũng được trang bị gương kính chỉnh điện, có xi nhan báo rẽ ở trên gương. Thế mà đăng kiểm của xe thì còn rất là dài nhé, đăng kiểm đến tận tháng 8 năm 2021. Có anten giá lóc và các cái bệ bước cũng như là cái sơn xi của cái phần sườn bên phụ rất là đẹp, đã được trang bị vè mưa. Vâng, lắp thùng thì bên Đức Trung có đầy đủ cả lắp thùng thấp, lắp thùng cao, để quý anh chị các bạn có thể lựa chọn thì bên Đức Trung sẽ lắp cho nó phù hợp với lại công việc của quý anh chị của các bạn. Còn đây là chi tiết của cái lốp đằng sau ở bên phụ, răng đúc phanh tăng chống. Bằng cái dòng này phanh tăng chống nhưng mà nó đều có ABS hết, có ABS, có túi khí. Chi tiết của cái phần ba đờ sốc phía sau, vâng, được trang bị camera lùi, một cái màn hình cảm ứng rất là to nhé. Đây bản XLT này. Đây là toàn bộ cái phần thùng xe. Ta quan sát luôn, đây là các cái cụm đèn zin nguyên bản theo xe, các cái đinh bấm kèo cột còn rất là đẹp, rất là chắc chắn.
Vâng. Mua chiếc xe này về thì quý anh chị các bạn cũng không phải làm bất cứ thứ gì, sẵn chạy, để lốp dự phòng này còn mới tinh này, chưa chạm đất, còn nguyên cái vạch sơn, phần gầm bệ rất là chắc chắn, sơn phi sạch sẽ, màu đẹp. Vâng, đây là cái bậc bước, cũng như là toàn bộ các cái sườn ở bên lái. Gương điện này có lắp thêm các cái gương cầu lồi xóa điểm mù. Lốp đằng trước ở bên lái. Vâng, toàn bộ cái phần ngoại thất của xe thì rất là đẹp. Sau đây Đức Trung sẽ mời quý anh chị các bạn ta quan sát đến cái phần nội thất của xe. Vâng, xe thì được trang bị bộ ghế da màu đen kết hợp với lại màu vàng bò, khá là đẹp. Vô lăng 4 chấu có tích hợp các cái phím bấm, và bên này thì có điện thoại rảnh tay điều khiển giọng nói, và có ga tự động cruise control. Màn hình cảm ứng rất là to, điều hòa cơ, số sàn, hai cầu điện. Vâng, trần lỉ nguyên bản đã được bọc ni lông. Táp lô của xe rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Vâng ạ. Gương điện 4 hướng có cụp xòe. Kính điện 4 cánh, kính lái auto nhé. Và cột kèo keo chỉ thì zin hết. Vâng, bên Đức Trung cũng cam kết luôn với quý anh chị các bạn là chiếc xe này thì không đâm va, không ngập nước nhé. Để ta có thể quan sát ghế bu lông cánh cửa. Tới cái lót sàn khá là đẹp. Cái hàng ghế phía sau còn rất là căng. Toàn bộ các cái phần táp ly cánh cửa đằng sau bên lái này. Những cái vách lỉ này là nguyên bản. Toàn bộ các cái tay cửa, như là các cái hạn chế, bản lề dây điện, móc khóa, dòng keo, cho đến các cái mép keo chỉ, zin đẹp nguyên bản. Vâng, 470 triệu cho một cái mẫu Forerunner bản XLT, một cái bản đủ. Vâng, địa chỉ xem xe là ngã ba đường 10, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí của tỉnh Quảng Ninh. Vâng, số điện thoại liên hệ 0965 951 955. Vâng, quý anh chị các bạn này, xem video có cái vấn đề gì thắc mắc thì hãy liên hệ với Đức Trung để Đức Trung có những cái tư vấn thật là cụ thể. Đến xem xe thì nó không mất thời gian. Còn những cái mẫu xe này bên Đức Trung thì bán rất là chạy, nên là đảm bảo quý anh chị các bạn là bên Đức Trung tuyển cái đầu vào thì khá là kỹ lưỡng, sau đó là về là cũng làm đẹp lên để khách hàng về thì sẵn sử dụng. Và tiếp đến Đức Trung sẽ quay đến cái khoang động cơ để quý anh chị các bạn ta cùng xem. Vâng, và đây là khoang động cơ của chiếc Forerunner bản XLT sản xuất năm 2015. Từ các cái bình nước phụ, các cái hộp tai đằng đầu, các cái cụm đèn pha này. Phanh ABS, tất cả các trang thiết bị ở trong khoang động cơ này còn rất là đẹp đấy. Phần lắp capo zin đẹp nguyên bản. Vâng, xe thì được trang bị khối động cơ 2.2, cái mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6 lít trên 100 cây. Quý anh chị các bạn là mua chiếc xe này về gia đình thì hoàn toàn là yên tâm. Ta quan sát một chút về cái phần nội thất của xe. Vô lăng 4 chấu, có túi khí. Vâng, có các cái phím bấm, đàm thoại rảnh tay, nghe nhạc lách bài hay là điều khiển giọng nói. Thì bên này thì có ga tự động. Vâng, màn hình rất là to nhé. Một cái màn hình cảm ứng rất là to, âm thanh cũng khá là hay.
sang đây camera lùi này rất là to, rất là sắc nét. Túi khí ở người ngồi bên phụ, táp lô rất là sạch đẹp. Và ta sẽ chạy thử. Vâng, kính thưa quý anh chị cùng các bạn, trong ít phút vừa qua thì Đức Trung đã lên sóng giới thiệu tới quý anh chị cùng các bạn một cái mẫu xe, đó là chiếc Ford Ranger bản XLT sản xuất năm 2015, nước sơn màu cát vàng, biển Nghệ An. Vâng, chiếc xe trên thì bên Đức Trung đang chào bán với giá là 470 triệu, có bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển cho quý anh chị cùng các bạn. Vâng, Đức Trung xin phép được kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn quý anh chị cùng các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau.